hai cân nạp lạc hơn. Còn đường có thêm 2 cân bông. Cá trong sông 2 cân nào đây? Đây này kia đây đang gửi hết. Có nè. Cứ để xuyên đầu cho ăn được ca ăn đi. Lòng đi. Ăn tôi vui rồi. Nàng mát mấy cái đồ 2 cân bông. Ông Sơn. Sơn mua đây. Giá cả là như thế này, ngoài trừ thì nói chung mình không cao, ngoài trừ không? Thì thịt và ngoài thịt thì ngoài trừ đó, họ lấy 3 chỉ 15, thì đây lấy chỉ 14. Đó, mà thịt nạc thì họ đi mua bao nhiêu đó, mà nạc không thì tính giá là không. Chứ ăn mà ra. 3 chỉ ngoài trừ 15, 14. Thì ở nhà là lấy 14, đúng chính xác hơn ạ. Còn mông mà nạc không thì cũng được. Thế hồi ni mà đang còn lột cắt cắt đi mà mình cân cả mình cũng lột cái gì hồi này tôi trừ 2 cân. Dạ đi ơi. Ba người ta cắt kỹ kỹ. Không kể ba. Ba ngoại. Thịt mông một chờ là cái gì là ba mua thịt mông mấy. Nó nhưng mà nó ta nạc không nhiều để hơn mà bắt riêng. Mất 1 cân nạc hơn. Cái bỏ đấy à? Ở đó à? Tôi lấy 2 cân mông. Đây này. Ông dư lên dư lọc dư ông có mà bấm bấm ít thôi dùng lọc. Ai mà lọc nặng nào? Ai? Bắt rồi, ăn trâu cân ba chỉ rồi đi sắp có thể. Nặng quá lại thì cái giá nó đắt. Chứ ba cũng chơi đắt mà nó. Ai lên đó. Như trong làng đây đi làm thuê. Là họ như là thanh một đứa làm. Đấy là nó trong thịt mông mà gọi là riêng là 17. Hôm nay cắt đôi đi này. 15, chứ đây lấy chỉ 14. Nó đúng chứ ra, em nạc không được phải giá thấp. Không đi nữa nha. Ừ, dưới làm thì khó lấy được cái đoạn đó. Cắt đôi cho ông Châu. Thật là 17. Cắt đôi ra. 17 là hắn là bắn ngang bắn ngang. Thì thịt bắt chỉ còn 14 là bắn ngang. Bắt cắt đôi ra. Nạc không? Nạc đông là 20. Nếu là không phải những cái dưới thì chúng ta không nghe ăn đâu bà. 17 đúng rồi. 17 là giả linh ăn. Thì dưới đã bán được 17 đấy. 17 ngang đi. Tùy ưng lấy 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 cũng tùy thôi. Nó thật từ cái giá cả thì có một thị trường là đi lấy rẻ mà chơi thôi chứ không mua chơi lấy cái rẻ mà chơi một giá lời lộ đấy không biết bắt đầu thì lời mọi cái gì mình lấy một trường mới lòng mình ăn bắt đầu rồi cái rẻ mà chắc ngang đi lại khổ lại có người lại không hơn cái đi là có ai còn giá cả mà chơi còn đâu thì mình cứ lấy rẻ giờ đôi bắt luôn cách alo ai ai gọi máy lấy tấm thanh cho mà tôi còn lấy 2 miếng món lấy hoa rồi mẹ đó tôi lấy mông có lấy đây đây cái máy đó đi mà lấy lắm đó mà ba chỉ 15 bán 14 mình không ai gạt nó lấy một cân gạt nó không lấy một cân lấy một cân lấy một cân. Ờ đúng ạ, bé lấy phải lọc những người ơi mà lấy được chi quá hôm nay. Mà có quên nhỉ. Không, đó là nó không làm có hai người chị. Có lại có. Ở đó ăn hết hết được. Ai ngân mong đâu cân bằng. Có lại có. Lấy chị đã bao.